Nhà tôi bốc khói trắng ngút lên ban trưa mùa hè. Mẹ tôi nói chuyện nhà bé thôi, con đường về. Bố đi làm xa, mẹ làm việc không ngừng. Tôi không nói, chỉ lặng lẽ đeo ba lô lên lưng. Em trai tôi nói đợi chút nha, em về cùng. Tôi đi trước để lại chiếc tin, đừng lo lung tung. Suốt đêm nằm khóc, lo là mình vô dụng. Hai mươi mấy năm mình đã sống quá ung dung. Nhà là nơi ấm áp ngọt ngào mà ta đôi khi hay quên. Nhà là nơi xứng đáng được dành nhiều thời gian để yêu thêm. Từng ngày trôi ta luôn ngụy biện rồi lỡ là điều thương mê. Để rồi hôm nay khóc rất to khi khói trắng bóng lên. Cuộc sống mưu sinh chạy theo những đồng tiền, chỉ mong gia đình ấm no. Mẹ ơi con về liền. Bố đi làm xa, mẹ sợ lo nên không nói gì. Tôi chỉ biết lặng im lắng nghe, không nói thêm chi. Nhà là nơi ấm áp ngọt ngào mà ta đôi khi hay quên. Nhà là nơi xứng đáng được dành nhiều thời gian để yêu thêm. Từng ngày trôi ta luôn ngụy biện rồi lỡ là điều thương mến. Để rồi hôm nay khó rất to. Mình thì luôn nói nghĩ về gia đình mà cả năm trời chỉ nhắn có vài tin. Sao đầu luôn tìm cách cho chính mình, còn nhắc đến mẹ thì mãi cứ lặng thinh. Người chỉ biết những điều mà người nhìn thấy, người chỉ nói những điều người được hay. Người đâu hiểu ngày đêm ta kề cốt mặt soi giấc ngủ chỉ để tự tâm say vì ai. Sự nghiệp là điều anh khao khát, đúng vậy. Vậy tiền quan trọng hơn thời gian, không chắc. Quay đầu và nhìn vào mắt mẹ để biết thời gian của mẹ sắp dần cạn. Ta thừa đủ biết nhưng đủ hiểu chưa? Người toàn chỉ trích nhưng đâu có thừa. Cố thêm vài năm để tích đến càng gần, cũng đồng nghĩa với việc để gặp mẹ chỉ có vài lần. Là nơi có bố và mẹ, nơi luôn có tình yêu thương. Nhà là nơi luôn sang tay chờ đợi dù ta có đi muôn phương. Từng ngày trôi ta luôn ngụy biện rồi lỡ là điều thương mến. Để rồi hôm nay khóc rất to khi khói trắng bao hết. Tôi đi trước để lại chiếc tin, đừng lo lung tung. Vô dụng, hai mươi mấy năm mình đã sống quá ung dung. Nhà là nơi ấm áp ngọt ngào mà ta đôi khi hay quên. Nhà là nơi xứng đáng được dành nhiều thời gian để yêu thêm. Từng ngày trôi ta luôn ngụy biện rồi lỡ là. Để rồi hôm nay khóc rất to
cuộc sống mưu sinh chạy theo những đồng tiền. Chỉ mong gia đình ấm no, mẹ ơi con về liền. Bố đi làm xa, mẹ sợ lo nên không nói gì. Tôi chỉ biết lặng im lắng nghe, không nói thêm chi. Nhà là nơi ấm áp ngọt ngào mà ta đôi khi hay quên. Nhà là nơi xứng đáng được dành nhiều thời gian để yêu thêm. Từng ngày trôi ta luôn ngụy biện rồi lỡ là điều thương mến. Để rồi hôm nay khó rất to. Mình thì luôn nói về gia đình mà cả năm trời chỉ nhắn có vài tin. Giao đầu luôn tìm cách cho chính mình, còn nhắc đến mẹ thì mãi cứ lặng thinh. Người chỉ biết những điều mà người nhìn thấy, người chỉ nói những điều người được hay. Người đâu hiểu ngày đêm ta kề tức mặt trời giấc ngủ chỉ để tới từng giây vì ai. Sự nghiệp là điều anh khao khát, đúng vậy. Vậy tiền quan trọng hơn thời gian, không chắc. Quay đầu và nhìn vào mắt mẹ để biết thời gian của mẹ sắp dần cạn. Ta thừa đủ biết nhưng đủ hiểu chưa? Người toàn chỉ trích nhưng đâu có thừa. Cố thêm vài năm để đích đến càng gần, cũng đồng nghĩa với việc được gặp mẹ chỉ có vài lần. Có bố và mẹ, nơi luôn có tình yêu thương. Nhà là nơi luôn sang tay chờ đợi, dù ta có đi muôn phương. Từng ngày trôi ta luôn ngụy biện, rồi lỡ là điều thương mến. Để rồi hôm nay khóc rất to. Khói trắng bao.